Dạ kính chào quý vị Thưa quý vị bây giờ là Tôi xin kể hồi xưa Mấy cái ông thầy bà gà võ Là mấy ông đi tìm thuốc đó Ông hồi đó học nghề nghiệp đi luyện đi tập rồi luyện thì lên gần luyện Còn võ kệ thì cũng có cái thân Rồi mấy ông nghe là cũng kỳ trí lắm mới được một bài thuốc chứ không dễ gì có ông thầy này nè ổng à, đi luyện ở trên rừng á ổng gặp một cái ổ bìm biệp mà nó mới có đẻ à mà thường thường á thì ổng chưa có sử dụng mà chưa có hiểu chưa có biết ổng cũng nghe những người xưa nói lại thuốc bìm biệp thuốc bìm biệp hay lắm à, bó bệnh đồ này kia vậy ông biết vậy thôi chứ ông chưa có xài được cái ông gặp bìm biệp đẻ đó cái ông để ý. làm dấu để ý đó tới chừng mà cái ổ bìm biệp mà nó nở ra rồi đó nó nở có hai con hả cô bác con bìm biệp đó, nó đẻ có hai trứng ha thì ổng à, thấy nó đỡ ra hai con rồi mà nó ra gàn rồi đó là hơi hơi có lông rồi đó sao ổng làm cái này mới là ác ổng muốn có vị thuốc để ổng trị ổng mà lại là ổng hơi ác chút nha cô bác tại vì ổng lại đó ổng bẻ cánh Bẻ bịp con á bẻ hết trơn à ổng bẻ loại ra hết trơn cái ông bỏ đó thì ổng thấy con mẹ đó đi kiếm mồi rồi này kia về gặp vậy rồi đó thấy không thì con mẹ nó sửa cô bác nó lấy cái bỏ nó 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 cắn nó rẫy nó dò nó đạp nó kéo cho cây lại đó nó sửa nó sửa rồi cái để nằm đó nó tóc nó bay đi thì ổng biết nó đi kiếm thuốc ổng men theo coi coi đi cạnh nào cái men theo men theo lại đó gặp con trống con máy hai con mà nó bẻ cái lá thuốc đó cái lá thuốc đó bằng cái cây gì thì hồi đó mấy ông già kể lại nhưng mà tôi quên cái cái tên cái cây đó rồi rồi cái nó cắn cái cái lá cây đó cô bác à. cắn cái, lá nghe là vừa hơi già chứ không già quá nó cắn rồi một nạm ở trong miệng đó rồi đó nó bay vỗ Ông theo về tới ổ Ông coi thì ông thấy nó nghe là nó nhăn đó cái lá thuốc đó nó nhăn đó nó nhăn rồi cái nó để ngay cái chỗ mà gãy đó của con nó gãy cánh gãy giò đó để ngay chỗ đó Bởi vậy nó gãy rồi nó không còn qua que gì được nó nằm bẹp đó vậy ha rồi nó để đó mỏ nó nghe là gắn vô đó nó nó làm vậy nó khôn lắm nó làm cũng hình như người ta cái tay của mình mà bóp bóp chỗ đó cho thuốc thấm vậy à, chứ không phải không à rồi hai con con đực con trống con máy nó làm một hơi rồi cái nó bỏ đó đi kiếm mồi về đút cho con thì ổng cũng gình coi ổng thấy con nó mình bẻ cái con chim con như vậy nó muốn chết rồi nó nằm nó ngất ngư rồi nó không còn nhúc nhích gì được hết á mà một lát á, mẹ nó đi tha màu gì cái nó ăn được đó cô bác cánh giò không nhúc nhích được chứ cái đầu nó ngóc lên đó là nó hạ miệng ra mẹ nó đút mồi đó cô bác thấy thuốc hay thành tài chưa rồi cái ông để ông để có ba bữa à thì thấy hai con chim con này nó sốt sắn nó, nó hết đau nữa rồi nó nó, nó nghĩa là quạt cánh rồi nó dở cánh rồi lên nó bường tới bường lui được hay không? mẹ nữa đợi mẹ nó đi kiếm bồ rồi này ông mẹ nữa tẩm thuốc mà chim con này tẩm thuốc mà thì đi lợi cái cây đó lợi cái cây đó nó cũng cắn y cây đó ông làm dấu cây đó là cây thuốc của ông nha đem về làm vậy tới mà nhiều lần như vậy đó chim con này nó thấm thuốc rồi thấm vô mình nó quá nhiều rồi trong lúc ổng về đó ổng bắt con hai con chim này về đó thì thuốc nó thấm nhiều quá rồi ổng lại ngay cái cây đó ổng bẻ một nạm một đạm mới là cái nấm lá thuốc đó đó về ổng mới đâm ra đâm ra rồi á ổng mới dắt ổng lấy nước ổng tắm chim hai chim đó đó ổng bỏ vô tô tắm nó tắm bằng nước thuốc tắm nước thuốc đàng hoàng rồi cái ổng nướng hai chim này cho vàng không bằng gì hết trơn để vậy nướng nha nướng hai chim nó vàng hết trơn rồi nó vàng tươi hết rồi mới để vô trong rượu trong cái keo ngâm rượu bởi vậy nói thuốc bìm bịp rượu rượu ngâm bìm bịp bây giờ mà đi lại tiệm chắc chắn là không có cô bác vì bìm bịp giả thôi mà bởi vì nói ơi ừ, thuốc tôi ngâm bị bịp có môn á chú hộp ngâm chú hột <laughs> đem ra nói bìm bịp chứ không phải là bìm bịp hay là con chim gì đó, chứ không phải bìm bịp Bìm bịp thì nó cực khổ như mấy ông này đã theo dõi nó mấy tháng trời như vậy đó mới được cái cái thuốc bìm biệp chứ không phải là nói thuốc bìm bịp mà chứ không bắt bìm bịp về đem vô làm thuốc vô dụng không nhầm gì hết trơn cũng như con chim vậy con nào cũng như con lấy thôi thuốc bìm bịp là tất nhiên á mẹ nó đem hái cái lá thuốc đem về đắp cho nó thuốc men đó nó rút vô mình đó từ nhỏ tới lớn mình phải bắt nó rồi cái cây thuốc đó mình phải tẩm cho nó nữa rồi mày nướng nó mới ngâm rượu đó mới là thuốc bị bịp cái thuốc đó là nói ví dụ đi vợt võ vợ, đồ chơi đó thế nào mình cũng phải bị đòn à mình muốn đánh người ta thì người ta cũng phải đánh chúng mình thì mình cũng phải bị đòn, thì vì có cái thuốc đó thuốc rượu đó uống vô nó hay hơn thuốc bắt thuốc bắt bổ nhiều vị vậy đó mà nó chạy chậm hơn cái thuốc bùi bịp rồi về tới chiều uống vô cốc rồi thì nó giải nghệ hết trơn chứ máu bầm rồi trong mình không có có chứ mình á kêu bằng đau à, à, bệnh hậu á, là do cái máu bầm cái máu bầm của mình trục ra không có hết thành ra nó ứ ở trong người của mình đó sau này mình già yếu rồi đó thì tất nhiên đau hoài bởi vì cái máu bầm đó nó ẩn ở trong da thịt của mình đó nó làm cho máu me mình chạy không được nó làm cho mình nghĩa là cơ thể mình gũ nghiệt là tất nhiên cái là kêu bằng nghĩa là bệnh hậu chứ hồi đó mấy ông chơi không khi nào có bệnh hậu nhờ thuốc của mình bịp uống vô tiêu hết tôi mới cắt cớ tôi phải hỏi ổng nghe tôi hỏi vậy bác hai bác nói máu bầm ở trong người thì tất nhiên nghĩa là bác đỡ đòn rồi chỗ đó nó bầm lên hay là nói gì bác xa thuốc bắt đầu nó hết rồi còn gì nó còn gì nữa mà bác nói là để tới già nó nằm đó tới già rồi nó hành mình hay là đau bệnh hậu đồ này kia ổng là không phải đâu con cái bệnh hậu là tất nhiên cái máu ầm này nó không có tiêu được nó cũng như một cái chất bẩn dơ ở trong người của mình rồi thành ra mình uống phải chụp nó ra hết rồi chụp ra như là đàm với máu uh, lẫn lộn vậy đó có thiệt cô bác Máu cũng như huyết heo vậy đó rồi cũng như uh, mà nó lợn cận cũng như huyết uh, heo mà có uh, đàm vậy đó 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 là chụp ra rồi ổng ví dụ cho tôi biết như thế này ông nói con á con gặp rắn con đập nó đi con đập cây con đập nó chết con bắt đi con bắt về con thấy ở ngoài nó có sưng không nó không có sưng ấy gì hết trơn á nhưng mà con lột vỏ con rắn này ra ăn thịt nó mà lột ra rồi trong bầm thì hồi đó tôi đi đồng thường lắm tôi gặp rắn nước á thì mình chụp nó sợ nó cắn mình thôi quất cây quất ngang sống cây cái chết bà không thấy nó cái gì hết trơn á đem về bằng lột ra bác hai này nói có lý đó cô bác lột con gắn ra ngoài da con gắn không có gì hết trơn nhưng mà ở trong đó có bầm máu bầm ngay cái chỗ cái lần cây mình quấn đó, đó thì ổng nói đó có lý còn một ông nữa hồi đó nhiều ông thầy mà nhiều kiếm thuốc ơn lắm mấy ông coi sách vở thì coi sách vở chứ mấy ông kiếm cũng gia vị ở trong đó dữ lắm mấy ông thấy cái nào hay ho mấy ông bổ sung vô trong cái bài thuốc chứ không phải bài thuốc thuốc bắc mà mấy vị thuốc bắc đó là ông thầy ông cho ta ra là, là hay đều hay đâu không có và hồi xưa sao mấy ông hiểm quá mấy ông biết rồi mấy ông không chịu truyền bá cho ai sạch trơn mấy ông để đó đàn mấy ông xài với mấy ông ai có bệnh hoạn hay có gì chạy lại ổng ông cho chỉ là không chỉ đò mấy ông hiểm có cái đó hay là mấy ông sợ tội không biết nữa làm những việc đó là tội rồi đó là lợi sinh là cho chứ không chỉ cái con ông này ông chỉ bài thuốc này cũng còn độc đáo nữa là vì cái bài thuốc này ổng trị đó hồi tôi còn trai đó ổng biểu tôi đi kiếm thuốc thuốc nam á còn mấy vị thuốc bắc đó đâu hai vị ba vị thuốc bắc gì đó thì ổng đi bổ còn thuốc nam cũng hai ba vị vậy rồi ổng mượn thanh niên mà ở xóm rồi lỡ chơi rồi này kia ổng mượn mình đi kiếm là vì à, ông bổ thuốc bắc về rồi đó ông này ông đá banh đi ông đá banh hồi đó chơi thì đá banh nữa lắm ưa ừ, chơi xấu đâu có trọng tài hồi đó chơi cái bàn chơi bù chơi tớp này đá với tớp kia vậy đó là chiều đào bằng cày bừa rồi về tắm rửa chưa tắm rửa nữa là ra đá banh sáp rồi mới vô tắm rửa rồi ăn cơm làm vậy bước chiều nào cũng vậy á đã mặn rồi mà còn xung độ dữ lắm ra rồi cáp dao ra đã đá banh sao hè đó sân lúa rồi đó rồi đá hơi quạo đi dò mấy khắc dò nhau phát gãy đi nhiều thằng nó khôn mà hãy đá vô nó đâu có để ông quyển đó mà kê vô với nhau đâu mà kia gãy mình cũng phải gãy kê vô đá đó thì nó lấy cái gót giò đó nó đỡ bị gì á đó thì vô cái ống quyển mình nữa cái gót giò trắng đó gãy à ông gãy làm ba miếng cái đi lại cái ống chính này ông hỏi sao bảy là kia chơi xấu thương rồi đá với nó vô bạc kê tôi chặt nó cái nó lấy cái gót giò nó đỡ không thành chặt vô gót giò đó trắng tôi gãy là vậy phải rồi mày cũng quá trời vậy. Mày chơi rồi thôi đó hung với mày Mày hiền với nó đi Sao tao giận tụi bay hoài Người khôn á Chim khôn thì tránh bẫy tránh giò Người khôn rồi tránh kẻ hộ đồ mới khôn Tại sao mày dại quá vậy Nó hộ đồ với mày Thì mày dịnh nó Mày đâu có gãy như vậy Giờ gãy vậy tao không có tha dám tha gì hết trơn á tao bó một lần cho mày đau nghĩa là kêu bằng nghĩa là sanh tử một lần cho mày bỏ nghe sữa nhỏ té đái đó cô bác ông thèm tha giấm vậy đó tha giấm thiện hơi nó tái thịt tới đau ông giận nó ông nói cũng nhiều lần mà nói câu ca dao cho nó nghĩa là cho nó nhớ nữa mà nó không chịu nhớ hơi ta làm hung với mình thì bỏ đi đi chỗ khác ai làm gì với mình đó là mình khôn người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn chứ. Còn thấy chim khôn nào nó có bị gì bẫy, bị vò hay không? lấy câu cài dao mà không kè cay. Ông lấy hàng tấm, ông cột ra cái cườm vò của nó đó. Ông chồng vô con cổ ổng Khăn là tấm á, chồng vô con cổ. bị gì kéo giãn cái giò mà hai tay kéo giãn vò rồi tay nào làm? Cái ông bắt nhỏ đầm xuống nằm xuống rồi cái giò ổng đạp vô cái háng nhỏ rồi cái ổng ngã ngửa ra ổng chăn cái giò nó cho cho giãn ra bị gì nó gãy vậy là gân nó kéo thung giò lại rồi để vậy mà bó nó đi giờ thấp giò cao sao ổng kéo thẳng ra rồi ổng còn dư hai tay bị vì giò với cổ ổng cũng vẫn làm việc bình thường giò với cổ thì kéo giãn giò của ông giỏ hai tay ông sắp xương Ông sắp ngay đàng hoàng rồi đó Ông lấy ổng có uh, giót tre đó Ông đo giò giỏ, ổng khúc vậy ổng bệnh tre kêu ông bó ngang, bó cho thiệt cứng vô ở ngoài ổng băng dây nữa cứ bằng cái giò đó không nhúc nhích đó hãy nhúc nhích thì xương nó chặt lại sao rồi nằm ì đó ai khiên tới khiên lui gì thì khiên cho <laughs> ổng ổng cấm ổ cho ngầu vậy mà nhúc nhích cái giò đó nằm xuống rồi cái ổng đi bổ thuốc về yeah. rồi ổng à, biểu tôi với một thằng nữa bay đi kiếm cái ổ kiến vàng cho tao mà không có bắt kiến bự bay làm cái à, cây á bay gặp cái ổ kiến vàng bay chập xuống dưới này thằng hứng con nó rớt xuống con mà trắng trắng đó nó rớt xuống bay bắt hết rồi đem cái ổ kiến vàng xuống Mà vũ con nó ra cho hết kiếm cho được vài ổ vậy càng tốt mà ôi hồi đó kiến vàng thiếu gì cô bác ơi ở theo vườn rồi ổ kiến vàng thôi đặt ra với xài rồi nè ổ kiến vàng thiếu gì mà bây giờ bị xài thuốc quá kiến vàng chết trần nó không có kiến vàng nữa tôi để bẻ một hơi ba bốn ổ đem về nửa chén kiến vàng á kiến vàng con mà con trắng 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 như con nhậm vậy đó cái chưa thành con được đó về rồi á Ông biểu đi kiếm cái cái cây ngải Ngải lá tròn mà bây giờ tôi gặp cái ngải đó tôi biết rồi tôi quên tên đó đó cô bác bây giờ hãy gặp là biết à cái cũng đi kiếm đem về là ngải đất đó ở dưới đất một lên chứ không có ai trồng nó hết trơn cái mà cái lá nó tròn cái bẻ diện đạm nữa với vị gì nữa đây cũng thuốc nam ba vị lẫn cô ác mà tôi quên cái ông để vô ở trong cái à, cối mà, mà, đâm đó cối đâm tiêu đó ông biểu mấy tôi đâm giả hết trơn rồi giả nhừ tử ra rồi đó ông mới lấy thuốc à, thuốc bắc đó mà thuốc bắc thiếu gì thì không hiểu cho cô bác bị gì ổng ra ngoài tiệm mấy ông cái là ba tàu á là bán thuốc bắc đó ổng bổ cái gì đó ổng biểu mấy ông đó tán hết trơn à tán nhừ ra như thuốc tán á mình dòm đâu biết gì đâu đem gì ổng trộn vô nữa cái giò không gãy đó mà bỏ thuốc á cô bác đó ổng đau đam chữa bắc đó thằng nọ nằm đó vậy ổng lợi ông để thuốc bên cái giò không gãy đó cái ông lá dại ông quấn lại ông cột rồi đó cái ông coi đồng hồ ông coi đồng hồ rồi ông ngồi rồi ông, ông chạy chật chứ chứ không phải là bó đó mà bỏ đi chơi nha rồi cái ông ngồi đó ông chật không biết hồi đó bao nhiêu phút đó không biết là lại ông gỡ ra cô bác ông gỡ miếng thuốc đó ra bỏ thì cái giò bên đây nó lành cái giò bên gãy nó lành nó nó chảy xương ra xương nó mềm bó bên đây mà xương mềm bên đây trời ơi đau nam chữa bắt mới thấy gì hùng kỳ chứ cái tôi nói trời ơi sao cậu không có để lâu lâu mà cậu mới bó như vậy lâu quá mới mấy tôi kiếm muốn chết bắt kiếm cắn muốn chết mà ông mới bó có mấy phút cái ông mở không được mày tụi đây không biết thuốc này đó để quá giờ phá phúc đó cái giò bên kia bằng tật luôn bởi vì cái xương của nó gãy ra đó nó chảy cái đầu xương cái đầu xương đó nó mềm mà để giờ quá giờ quá phúc rồi á, là nó ghim lợi là cái giò đó có tật nó chảy xương ta đó phải can cho đúng giờ đúng phúc cái ông ấy mở ra ba ngày là thằng nọ chấm gậy đi được đó cô bác không có lâu không có từng lễ từng léo gì hết trơn đi nằm nhà thương ấy, thì có thể từng lễ mới cho chấm gậy đi điều này kia băng bột đó mà còn ổng có ba ngày ổng cho chấm cái gậy đi đó là gì nó liền xương đầu xương bên đây đầu xương bên kia nó ổng khỉa nó đụng nhau rồi nó mềm lại rồi nó khắn với nhau không bao giờ là là có tật cô bác cái giò không có tật mà mạnh bình thường sao nó hết đâu chừng cỡ năm gì đi đá banh bình thường giò đó hỏi nó sao không sao hết còn hồi đó có một ông đi băng bột đó đi về đó rồi tới chừng đó hết rồi ngứa quá lấy cây sọt rồi nè sọt đổ máu rồi đó xuống người ta mới cắt à, cái cái băng bột ra đi người ta nói hết rồi nhưng mà hết rồi chứ đó cái xương nó không có chảy ra nó không có liền xương nó gắn với nhau lại vậy rồi kêu bằng mở như mở chài đó nó ốp đầu xương mà thôi mình đi không còn đau không đồ được đi được vậy thôi nhưng mà đội một thúng lúa đi một lát rồi giờ đó đi không được nó dứt nó chỗ đó đó còn ổng dứt khoát bó rồi là giờ làm nặng cách mấy bên đó cũng bình thường bị gì liền xương với nhau có kia xương nó không liền chỉ nó giáp với nhau mà mở chài nó ốp lại đi bình thường thôi chứ mang tật đó kính chào quý vị